Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc xung đột căng thẳng giữa Nga và Ukraina, về phía Nga, không chỉ lực lượng cực lớn từ 30 đến 40 ngàn quân đồn trú ở Mariupol, Nga gần đây đã liên tục triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới thành phố cảng chiến lược ở tỉnh Donetsk, trong đó đợt tăng quân mới nhất được ghi nhận lên tới 5.000 người một quan chức Mariupol do Kiev bổ nhiệm, xác nhận về sự hiện diện của các loại lực lượng tiếp viện xung quanh Mariupol khi Nga đưa thêm 5.000 binh sĩ tới thành phố cảng chiến lược này để huấn luyện và tăng cường các đơn vị dự bị cho mặt trận phía đông. Mariupol đã rơi vào tay Nga kể từ tháng 5 năm 2022 và biến thành pháo đài quân sự chiến lược giúp Nga chi viện cho lực lượng đang chiến đấu ở miền đông Ukraine. Ông Petro Andriuchenko, cố vấn của thị trường Mariupol cho biết trong một thông báo trên Telegram, Chúng ta đang nói về một đợt tăng cường khác cho cả huấn luyện và các đơn vị dự bị. Chúng tôi đã ghi nhận một đợt gia tăng nhân sự lên tới 5.000 quân. Ông Andriy mô tả số binh sĩ mới được điều đến Mariupol là rất nhiều và tin rằng số quân này có thể được sử dụng để tăng cường các cuộc tấn công của Nga trong khu vực. Ông Andriy tuyên bố họ đang chuẩn bị làm gì để tiếp tục tấn công, chủ yếu ở khu vực Adipka và hướng tới Kurakovo, Vuleda. Cách đây vài hôm, quân đội Ukraine cũng vừa ghi nhận một tình huống khá bối rối khi lực lượng vũ trang Nga đã tạo ra một tuyến phòng thủ độc đáo ở Donbass. Đây là một đoàn tàu kéo dài vài chục km gồm 2.100 toa các loại. Theo truyền thông thân Ukraine, tuyến phòng thủ kỳ dị này được đặc biệt danh là chuyến tàu Sa Hoàng, bắt đầu được tạo ra vào tháng 7 năm 2023 nằm giữa Mariupol và Donetsk với chiều dài vào khoảng 30 km. Đoạn bắt đầu ở ga gần Elenovka và kết thúc gần Volnovakha. Trên thực tế, đoàn tàu này là một hệ thống chứa ngại vật khổng lồ, bao gồm các cứ điểm hỏa lực, bao phủ một khu vực đáng kể mà giới truyền thông Ukraine còn gọi nó bằng một biệt danh khác là con rết. Theo giới truyền thông Kiev, lực lượng vũ trang Ukraine chưa hiểu hết về kết cấu của tuyến phòng thủ này, và họ không biết phải làm gì với chuyến tàu xa hoàng dài 30 km giữa Mariupol và Donetsk. Theo giới phân tích, với kinh nghiệm xây dựng các tuyến phòng thủ của Nga sẽ rất khó để vượt qua con rết khổng lồ này. Hơn nữa, địa hình ở những khu vực này cũng không thuận lợi cho hoạt động tác chiến của quân đội Ukraine, AFU. Nếu AFU không tạo ra một hành lang nhất định tới khu vực này, thì việc triển khai trang thiết bị là hết sức bất lợi. Nhìn chung, cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn chưa biết phải làm gì trước trở ngại như vậy. Cuộc xung đột ở Ukraine sắp bước sang năm thứ ba, trong khi Quốc hội Mỹ vẫn chưa đạt thỏa thuận để phê duyệt thêm ngân sách hỗ trợ Ukraine theo Forbes, trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần và ảnh hưởng sâu rộng của cựu Tổng thống Donald Trump, khó có khả năng ông Biden sẽ được Quốc hội cấp đầy đủ ngân sách như đề xuất 60 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông Biden không thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Mỹ có quyền bán vũ khí, đạn dược với giá chiết khấu, thậm chí cho không đồng minh và đối tác, miễn là quân đội Mỹ xác nhận loại vũ khí đó dư thừa hoặc không còn được sử dụng, Forbes cho biết. Mức giới hạn chuyển giao vũ khí dư thừa theo hình thức này là 500 triệu đô la Mỹ một năm, nhưng luật không quy định mức giá tối thiểu nên tổng thống hoàn toàn có thể định giá các vũ khí dư thừa ở mức 0 đô la, nghĩa là chuyển giao miễn phí. Về mặt pháp lý, ông Biden hoàn toàn có thể sử dụng quyền hạn để cung cấp vũ khí theo cách này cho Ukraine. Forbes cho biết, quân đội Mỹ thường không dư thừa đạn pháo do ràng buộc với các đơn vị sản xuất nhưng có một ngoại lệ. Đó là hơn 4 triệu quả đạn pháo cỡ 155mm chứa các loại đạn con M42 và M46, hay còn gọi là đạn chùm DPICM. Mỗi quả đạn pháo loại này chứa khoảng 88 hoặc 72 đạn con có kích thước tương đương lựu đạn. Tất cả những quả đạn pháo này đã được quân đội Mỹ liệt vào danh sách dư thừa, được sản xuất trong giai đoạn những năm 1970-1990. Chúng không còn được sử dụng do Mỹ đã áp đặt tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với đạn chùm. Theo Forbes, ông Biden có thể đưa đạn pháo DPICM vào danh sách chuyển giao miễn phí cho Ukraine mà không bị ràng buộc bởi ngân sách do Quốc hội duyệt trì. Forbes kết luận nếu không còn giải pháp nào khả dĩ hơn, ông Biden có thể sẽ phải tính đến việc cung cấp cho Ukraine các vũ khí dư thừa trong kho dự trữ của Mỹ. Theo ông Christoph Chebes, giám đốc nghiên cứu và theo dõi tình hình hỗ trợ Ukraine tại Viện Kiel cho biết, châu Âu ít nhất phải tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự hiện nay nếu Mỹ không cung cấp thêm. Ông Chebes nói đây là một thách thức nhưng chỉ là câu hỏi về ý chí chính trị. Các nước EU là những quốc gia giàu nhất thế giới và đến nay vẫn chưa chi đến 1% GDP năm 2021 của họ để hỗ trợ Ukraine. Từ khi Nga mở kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, tổng số khoảng 285 tỷ đô la Mỹ được cam kết cung cấp cho Kiev, trong đó 152 tỷ đô la Mỹ dưới dạng hỗ trợ tài chính, 116 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và số còn lại là viện trợ nhân đạo có khoảng cách lớn giữa cam kết và thực hiện, nhất là với EU khi đến nay mới có 83 tỷ đô la Mỹ được chi. Lý do là vì cam kết của khối là dành cho nhiều năm. Ngày 15 tháng 2, trong cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Bruxelles, Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, gần 2 năm sau kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine, liên minh này đã phát triển mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói rõ, NATO là liên minh quân sự mạnh nhất trong lịch sử và có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh liên tục của Mỹ. Một nước Mỹ an toàn là không thể nếu không có NATO mạnh mẽ. Ông Austin nhắc lại sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với NATO và lưu ý tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng gian đe và phòng thủ chung, bao gồm cả việc thông qua đầu tư vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của đồng minh. Về việc viện trợ Ukraine, người đứng đầu Lầu Năm Góc tái khẳng định cam kết cùng các đồng minh sát cánh bên Ukraine trong thời gian dài. Ông tuyên bố Mỹ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh NATO và bảo vệ chủ quyền cũng như từng cm lãnh thổ của mọi thành viên liên minh. Cam kết của chúng tôi đối với điều năm vẫn vững chắc. Ở diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg trước thềm hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO. Thông báo của Lầu Năm Góc cho biết, hai bên đã thảo luận về những kết quả tích cực liên quan cuộc họp trực tuyến của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine UDCG lần thứ 19 vừa qua, vai trò quan trọng của NATO trong việc đảm bảo an ninh xuyên đại Tây Dương và xem xét các ưu tiên cho hội nghị cấp bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở thủ đô Washington. Bộ trưởng Austin nhắc lại sự ủng hộ toàn diện của Mỹ đối với NATO, lưu ý tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng gian đe và phòng thủ chung, bao gồm đầu tư vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của đồng minh. Hai bên cũng thảo luận về cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết để ngăn chặn và phòng thủ trước mọi mối đe dọa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sản xuất quốc phòng duyên Đại Tây Dương. Tổng thư ký Stoltenberg nêu rõ, trong năm qua, NATO đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp đồng trị giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ để bổ sung kho đạn dược và thiết bị của đồng minh. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ hoàn nghênh việc các đồng minh NATO tại châu Âu dự kiến đầu tư tổng cộng 380 tỷ đô la Mỹ vào quốc phòng trong năm 2024, trong diễn biến liên quan, ngày 15 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Bill Blair cho biết chính phủ nước này sẽ mua các hệ thống phòng không và chống máy bay không người lái với giá khoảng 273,5 triệu đô la Canada để tăng cường cho lực lượng của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Canada chỉ huy tại Latvia, nằm sát biên giới với Nga. Theo truyền thông Canada, thông báo này được ông Blair đưa ra tại Brussels, nơi bộ trưởng bộ quốc phòng các nước thành viên NATO đang họp. Trong đó, Canada sẽ đầu tư 227,5 triệu đô la Canada, tương đương 168,7 triệu đô la Mỹ để mua hệ thống phòng không tầm ngắn cùng các thiết bị liên quan từ công ty Saab Canada và thiết bị chống máy bay không người lái trị giá 46 triệu đô la Canada, tương đương 34,1 triệu đô la Mỹ. Canada dự kiến sẽ nhận được những hệ thống đầu tiên vào cuối năm nay. Thương vụ dự kiến sẽ tăng cường khả năng chống lại bất kỳ cuộc tấn công trên không nào bằng máy bay chiến đấu, trực thăng và các hệ thống máy bay không người lái, Bộ Quốc phòng Canada còn cho biết. Các hệ thống này sẽ giúp phát hiện, nhận dạng, theo dõi và đánh bại các máy bay không người lái nhỏ. Mới đây, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, 18 trên 31 thành viên NATO đặt mục tiêu chi tiêu tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay. Ông nhấn mạnh, đây là mức chi chưa từng có của liên minh quân sự này. Điều đó có nghĩa là các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu sẽ chi tiêu kỷ lục 380 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Theo ông Stoltenberg, 13 thành viên còn lại chưa đạt mục tiêu 2% sẽ phải tiếp tục tăng chi tiêu. Lời hứa tăng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO đã gia tăng sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022 do các nước lo ngại giao tranh có thể lan sang châu Âu. Vào năm 2014, khi mức chi quốc phòng chiếm 2% GDP của mỗi thành viên được đặt ra tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Cardiff tại xứ Wales, chỉ có 3 quốc gia đạt được là Anh, Mỹ và Hy Lạp. Hôm 10 tháng 2, Tại một cuộc vận động tranh cử, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ khuyến khích Nga tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào không đáp ứng được nguyên tắc chi tiêu quốc phòng. Tuyên bố này nhằm ám chỉ việc sẽ cắt bỏ điều khoản phòng thủ tập thể của NATO. Theo tờ Telegraph, các nhà ngoại giao NATO thừa nhận cách duy nhất để đảm bảo sự ủng hộ của ông Trump trong trường hợp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 là tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng. Trên thực tế, ông Trump trước đó từng nhiều lần đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu các thành viên châu Âu không tăng chi tiêu quân sự để tự bảo vệ mình. Một nguồn tin cho biết thêm, nếu ông Trump tái đắc cử, NATO sẽ tăng cường tập trung vào các mối đe dọa từ Trung Quốc và chủ nghĩa khủng bố. Trong diễn biến có liên quan, mới đây Bộ trưởng Quốc phòng các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhóm họp ở Bruxelles, Bỉ. Ngay trước cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên đồng loạt lên tiếng kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm thông qua khoản viện trợ cho Ukraine vốn đang bị các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa chỉ hoãn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ngay lập tức phải lên tiếng chấn an đồng minh. Theo ông Lloyd Austin, tôi mong rằng Hạ viện Mỹ sẽ đồng ý hỗ trợ Ukraine vì đây không phải là hoạt động từ thiện. Đây là khoản đầu tư cho an ninh của chính chúng ta. Chúng ta cần chia sẻ gánh nặng xuyên đại Tây Dương trong việc hỗ trợ Ukraine. Nếu cộng thêm hỗ trợ về kinh tế và quân sự, các đồng minh châu Âu và Canada thực sự đang cung cấp nhiều hỗ trợ hơn Mỹ. Tất nhiên, sự hỗ trợ của Mỹ là rất quan trọng. Điều cần thiết hiện nay là Hạ viện Mỹ phải đồng ý một gói hỗ trợ cho Ukraine. Đó là lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO đưa ra trước cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng của khối, trong bối cảnh Hạ viện Mỹ vẫn đang trì hoãn thông qua gói viện trợ hơn 95 tỷ đô la Mỹ cho các đồng minh, trong đó Ukraine chiếm phần lớn. Cùng quan điểm như Tổng thư ký NATO, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO cũng thúc giục Mỹ không thể trì hoãn thêm việc viện trợ cho Ukraine. Bộ trưởng Hanno Pekku cho biết, chúng ta đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng vì mùa xuân đang đến gần và Ukraine cần một tín hiệu rõ ràng từ tất cả các nước thành viên. Dù chúng ta đã thấy một số tin tích cực, nhưng vẫn có khả năng Ukraine sẽ thắng hoặc thua trong cuộc xung đột. Đó là lý do tại sao cuộc gặp, tôi hy vọng, sẽ có thêm một số tin tức tốt lành. Đáp lại lời kêu gọi viện trợ cho Ukraine từ các đối tác đồng minh, từ Washington DC, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định nước này sẽ không lùi bước trong việc hỗ trợ Ukraine trong ngắn hạn và dài hạn.